Sáng 19 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống 19 tháng 7 năm 1989, 19 tháng 7 năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành lập ngày 19 tháng 7 năm 1989, Tổng công ty 789, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa Nhà cửa thuộc Cục Quản lý Giáo dục, nay là Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Bộ Tổng tham mưu cho phép thành lập với mục đích ban đầu tạo việc làm và thu nhập đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân, số dôi dư biên chế của Bộ Tổng tham mưu. Vượt khó thành công, Tổng công ty 789 đã có nhiều sáng kiến, cách làm riêng được đúc kết thành văn hóa doanh nghiệp 35 năm qua. Nổi bật là 5 sáng kiến thi công đường tuần tra biên giới trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt, sáng kiến sản phẩm đường ống thoát nước bằng ống sành, giải quyết triệt để thấm mái, sàn bê tông cho các công trình, sáng kiến trong quản lý dự án, quản trị kinh doanh, áp dụng hệ thống ISO, không ngừng đổi mới áp dụng công nghệ, sáng kiến trong việc xây dựng thương hiệu, tạo dựng nhiều triết lý kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, phần lớn doanh nghiệp xây dựng lao đao, nhưng Tổng công ty 789 nhờ có chiến lược riêng với mô hình quản trị khoa học đã thực hiện tốt 6-0 để phát triển bền vững. Không để người lao động không có việc làm, không nợ lương người lao động, không chậm lương người lao động, không nợ thuế đối với nhà nước, không nợ bảo hiểm xã hội, không vay ngân hàng. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổng công ty 789 đã trở thành tổng công ty thuộc top đầu của Bộ Quốc phòng với lực lượng cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và người lao động hợp đồng có trình độ tay nghề cao, trong đó có nhiều thạc sĩ, kỹ sư, thợ bậc cao và các đầu thiết bị hiện đại. Đây là tiềm lực xây lắp, sẵn sàng là lực lượng tác chiến trên lĩnh vực xây dựng các công trình quân sự quốc phòng cho đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương biểu dương và chúc mừng những thành tích của Tổng công ty 789 đã đạt được. Chặng đường 35 năm xây dựng vượt khó đi lên với những dấu ấn thành công cùng những đột phá, cách làm hay mà các cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã đúc kết. Từ đó đã tạo nên hàng nghìn công trình, trong đó có hàng trăm công trình quân sự quốc phòng trên khắp đất nước. Đó chính là những cống hiến to lớn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương yêu cầu Tổng công ty 789 thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực thế mạnh và những bài học kinh nghiệm của mình để tham gia có hiệu quả vào các chương trình, dự án kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng của đất nước. Tổng công ty 789 không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, bám sát thực tiễn, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đúng pháp luật. Xây dựng Tổng công ty 789 thực sự vững mạnh, phát triển bền vững, trở thành thương hiệu mạnh, ứng dụng, uy tín và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, phấn đấu đạt thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp kiểu mẫu, tạo được sự niềm tin của khách hàng, duy trì hạ tầng công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, bảo đảm tốt an sinh xã hội, việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người lao động. Với sức mạnh truyền thống và bản lĩnh, tầm nhìn cùng khát vọng hành động, Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương tin tưởng Tổng công ty 789 sẽ tiếp tục vươn lên, đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty 789 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống, thành tích của doanh nghiệp anh hùng.